trong vòng 5 phút phải chuẩn bị một khay bún đậu mắm tôm. Trời và ơi. Đội trưởng Mạc Văn Khoa chỉ được hướng dẫn cho đồng đội của mình thôi, chứ không được phép trực tiếp làm. Không được động tay chân vào. Không được trực tiếp làm. Lên đi và để chúng tôi sẽ bấm giờ. Áp lực lắm trời ơi, nhìn dễ này thôi nhưng thật sự áp lực lắm ạ. 3, 2, 1, bắt đầu. Rồi mắm lấy mắm đi. Sắp được ăn rồi. Lên hỗ trợ ăn đi anh. Trận luôn được á. Cho đạt ngon. Đạt thớt này này. Mình làm tượng khác cái này. Rồi bắt một cái tắc vào. Rồi lấy đũa ngoáy đều lên em, ngoáy cho nó có bọt lên luôn. Đây đũa đây, đũa đây. Chưa làm đồ ăn mà sao anh làm mắm rồi. Ngoáy đều lên. Thái nghe chị ạ. Thái dọc trước, thái dọc trước. Múc ra. Thế vậy hả? Anh biết múc cái chảo này qua chảo kia. Thái dọc xem. Ông hai cái chảo này đều dán. Chuyên ngọc rồi. Rồi. Cắt nhiều vào em đây, 6 người, 8 người ăn rồi. Bao nhiêu phút? 5 phút thôi. Trời ơi, nhìn mắc làm quá. Em bỏ cua cốm vào đây. Cho mà phải để mỡ sôi thì nó mới nhanh. Bỏ vào. Ấy đậu nó đậu. Và đậu cắt càng nhanh cho vào. Cái này không? Vô luôn. Nem chua. Ôi giời ơi. Nào nữa này không? Lóng cái nhà vào rồi này, Nhẹ nha, nhẹ nha, dằn á. Rồi trong lúc chờ sôi em cắt dưa đi. Anh chỉ cho cái cách cắt dưa này hay lắm. Rồi em chỉ đi làm cho là cắt sao. Rồi cắt chéo đi em. Cắt dạng sao? Để chéo thành lát vậy đó. Dễ gì không? Đúng rồi. Chéo lát vậy. Rồi, rồi nữa. Miếng dưa đi cắt chéo lại. Chéo. Đây này. Ở giữa. Bao nhiêu này để rồi lật ngược nó lại. Mình chỉ pha một cái thôi. Hỗ trợ. Gì đấy sắp hình à? À, trái tim. Đúng rồi, okay, hiểu rồi. Cho múng đồ ra, cắt múng đồ ra hết đi. Đúng rồi. Dày. Khó ăn không? Ba lên bà chú ơi. Chừng nào mới chín Khoa. Chừng nào mới chín. Nó vàng cái chín đấy nhở. Có cái này không? Đi, nó vàng tự nó lên cùng lên. Đừng lấy dầu ra. Rồi, đang thiếu dầu. Tôm bà làm sao đấy, liên quan gì đến bà cứ làm đi. Xong rồi. 7, 6, 5, 4, hết tổ vô mà. 3, khỏi, xong rồi. Không, hết giờ. Đẹp hơn bình thường luôn á. Đã hết giờ. Đã xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Vâng, làm công việc của mình ạ. Mày nhắm rõ. Này anh Tha đúng không? Không sao. Khoa ấy, bún với dưa leo Khoa làm ngon ghê. Trời ơi, anh ăn bún đậu anh khen bún với dưa leo hả anh? Sao anh không nhưng khen mà thêm dưa rau sống nữa ạ? À? Mắm tôm ngon. Ớt bên em cũng cay lắm ạ. À. Em phải nói thật là đồ của Mạc Văn Khoa rất ngon. Mắm tôm nó chất liệu ngon nhưng mà phải do cái tay pha. Dạ đúng rồi. Tốn bún hay không này, là tốn đậu hay không là do tay pha mắm tôm. Và toàn bộ hôm nay là Mạc Văn Khoa cũng vào bếp cùng với Hoa Hậu. Còn mắm tôm ở ngoài là em pha hết. Khoa ơi, Khoa. Dạ. Em tạm thời ngưng bếp đi, cầm điện thoại ra chụp anh Tử Long. Dạ. Chụp về dán lên quán em à. À, bún đậu thì ai cũng có thể tới ăn được ạ. Những bạn học sinh, những bạn nhỏ, cho tới tổng giám đốc công ty ạ. Nhìn cảnh tổng giám đốc tay phải cầm đũa, tay trái cầm chén, dùng tay phải của mình gắp miếng dồi sụn, chấm ngập mắm tôm, đưa vào trong mồm. Cảm giác mắm tôm nó hòa quyện vào trong các chân răng, kẽ răng, lưỡi, ngập tràn một mồm mắm tôm. Nhưng sau khi đấy, cái hương vị ngon nó sẽ đẩy lên trên cái sống mũi. Từ sống mũi, nó lan tỏa khắp cả cơ thể ạ. Đó thật sự là niềm hạnh phúc của một người buôn bán, là nhìn thấy khách của mình. Dạ. Chẳng bún của cái em á, anh nhớ mẹ quá. Rất nhớ quê. Dạ, bún đậu nó mang rất nhiều cảm xúc ạ. Có những người ăn mà nhớ mẹ, có những người ăn nhớ bố, có những người ăn không nhớ được gì, chỉ ăn thôi ạ. Và bây giờ thì tôi muốn hỏi là các vị giám khảo, xin mời 70 ạ. Ốc ấp. 80 ạ. 10 điểm ạ. Vâng, 90 ạ. 10 điểm. 2000. Xuất sắc ạ. Như vậy là ở cái phần thi này ấy, thì là đội thập niên 2010 đã nhận được số điểm tuyệt đối từ 4 thập niên còn lại. Họ xứng đáng nhận được 10 điểm. Xin chúc mừng.
Chúng ta sẽ chia sẻ một chút về cái món ăn dân dã này, món ăn rất là Việt Nam này. Ban nãy thì Lý Hùng có nói là lần đầu tiên ăn bún đậu mắm tôm đúng không? Tại sao đến bây giờ em mới ăn cái món này? Thật sự thì em có một cái cũng hơi khác người lạ lắm. Nhiều khi cái món nó không có hợp với mình hay sao đó. Thật sự em không ăn. Em vẫn giỡn ngồi chơi. Mà khi anh Trung anh nói ăn thử miếng đi. Thật sự anh em quá bất ngờ. Em ngon quá. Em ngon quá đi. Em thấy anh ăn 15 phút liền vả hết mồ hôi luôn. Đúng. Chị Trung sao? Thực ra bún đậu mắm tôm là món đặc sản của miền Bắc. Mà mỗi lần pha phải cái đúng quất này cơ nó mới thơm. Chứ còn nếu mà dùng cái chanh vàng á, chanh nghệ á, hay là chanh không có hạt, không thơm, nó phải đúng chanh Bắc, nó dậy mùi lên. Đấy thì cái bún đậu mắm tôm tôi cũng mê lắm, mà đàn ông ngoài Bắc ngồi ăn nhiều lắm mà. Yeah. Nhưng mà đúng là anh Dũng khủng, anh ấy ngại cũng đúng đấy, vì cái này không dành cho những người bụng yếu. Bụng yếu mà mắm tôm mà nguồn gốc mà không tốt á, là đúng là ăn xong chạy nhanh. Dễ bị ngược lắm. Thật ra thì em rất là mê cái món này. Thì cái món này em nhớ là lần đầu tiên em ra Hà Nội là em ăn ở mấy cái cô gánh á. Thì em nhớ lúc đó hình như không có nhiều thứ ở trong cái món này như vậy. Chỉ có bún với đậu với mắm tôm thôi. Mà lúc đó mình ăn cũng rất là ngon. Mà với em thì Sài Gòn cái món gì cũng có. Nhưng mà rõ ràng có những cái món mà không thể nào ngon như ở Hà Nội. Đặc biệt là đậu. Và cái thứ hai là xôi. Ba là bánh cuốn. Với em thì mỗi lần ra Hà Nội là phải ăn đủ những món đó. Vâng. Bây giờ Hà Nội thì người ta ăn thêm giống như vừa rồi Mạc Văn Khoa có cái lòng sụn ấy. Nhưng dạ. Hà Nội là người ta ăn ngoài thịt ba dọi ra thì có thêm lòng lợn. Dạ. Rồi thì nhiều người không thích ăn thì ăn bún đậu mắm tôm với giả cầy. Và đặc biệt không thể thiếu được rau kinh giới. Bây giờ rất muốn nghe Mạc Văn Khoa này. Vâng. Thật sự thì một người diễn viên mà để mà làm kinh doanh bên ngoài thì rất là khó luôn ạ. Bởi vì mình thứ nhất là mình phải am hiểu về cái món đó. Và thật sự bún đậu tới với con cũng rất là tình cờ luôn. Bởi vì là con có muốn kinh doanh thêm một cái gì đấy thì mình cũng nghĩ là kinh doanh cái gì. Về sau thì có chị con nữa thì mới nói là mình bán một cái món gì nó đặc trưng miền Bắc. Thì mới quyết định bán bún đậu ạ. Và thật sự là để mà bún đậu mà có hương vị được của ngoài Bắc thì rất khó luôn ạ. Bởi vì là tất cả những cái nguyên liệu đậu như trong này mà con cũng phải kiếm rất là nhiều nơi thì mới kiếm được một cái anh chị làm đậu là anh chị cũng là người Bắc Ninh luôn. Và làm được ra cái đậu là mình ăn mình cảm thấy không thể bằng Hà Nội được nhưng mà cũng tương đối là ngon ạ. Con cũng cố gắng hết sức vào tất cả nguyên liệu thì đa phần là con cũng muốn là ra ngoài Bắc là từ ngoài Bắc nhập vào để cho nó ngon nhất. Nhưng mà tới bây giờ thì cũng không thể 100% được nhưng mà càng ngày thì con sẽ càng khắc phục. Và thật sự là con cũng cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ quán bún đậu. Bởi vì thứ nhất là một cái mình có cái mà mình làm ở bên ngoài. Và cái thứ hai là con tạo điều kiện được cho chị gái con rồi những cháu con ở ngoài quê thì vào đây mở quán thì có cái thu nhập. Bởi vì ở quê làm thì cũng rất là khó khăn ạ. Thì con cũng rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạ. Rồi. Chúc mừng cháu. Ồ, đầu tư dễ sợ. Vâng, xin cảm ơn. Vừa rồi là cái điệu múa của Nga rất đặc trưng trên cái nền nhạc của bài hát Katyusha. Thế thì câu hỏi của chúng tôi là liên quan tới cái những cái con búp bê này. Đây là những con búp bê đặc trưng của Nga, tiếng Nga nó gọi là Matroska. Một cái con búp bê mà nó như thế này này. Nhưng mà bên trong thì nó có rất nhiều lớp khác nhau. Thậm chí nó có tới 15, 16, thậm chí còn cả hơn nữa cơ. Thì cái câu hỏi mà chúng tôi đưa ra cho thập niên 70 ấy là trong một bộ búp bê Matroska có 5 con như thế này thì con nào có ngoại hình xấu xí nhất? Con to thì nó có xấu được đúng không? Con to nó là con ngoài cùng, nó để nó bán hàng sao xấu chết luôn á. Bây giờ mình dùng phương pháp loại trừ đi. Con đầu tiên là con bán hàng rồi. Dạ. Là cái con lúc nào nó cũng trường ở trên kệ bán hàng thì làm sao nó xấu đúng được? Giống như hoa hậu được ha. Cao thế... to là sao xấu được? Vậy là tới con. Ủa, thứ hai là xấu nào? Cái con thứ hai là cái con mà người ta mở ra để tiếp tục người ta suy nghĩ thì con nên xuống tiền hay không? À, thì không phải xấu được. Không phải xấu luôn. Con thứ ba thì trung tính, tức là xấu cũng được mà đẹp cũng được. Cũng không phải là xấu nhất luôn. Con thứ ba là con để cho người ta chắc chắn mua chú ạ. Con thứ tư cũng là vừa xấu vừa. Là con ăn theo, nói chung là giàu con út, khó con út. Cuối cùng là con số 5 xấu nhất. Con số 5 là xấu nhất. Thế đáp án mình là con số 5. Con số 5, dạ. Tức là con bé nhất. Dạ.
Và đó là câu trả lời đúng. Xin chúc mừng. Yeah. Của đội thập niên 70 ấy là cũng hợp lý đúng không? Cái con to nhất ở ngoài cùng đúng, nó phải trông nó phải đẹp, quà tặng bao giờ nó cũng có một cái thiện cảm nào đấy. Nhưng mà không đồng ý với lại cái câu mà giàu con út khó con út đâu. Nói như thế thì cái đội 2010 nó sẽ chạnh lòng, nó sẽ bị tổn thương. Đâu, nhưng mà giàu con út là nó cũng là hay nhất cơ mà khổ nhất là nó và sướng nhất là nó chứ. Sướng nhất là nó, khổ nhất là nó. Thế có mặt văn khoa nó chạnh lòng nhưng vì cái đâu chạnh lòng. Có nhiều cái lý do để người ta làm những con búp bê nó khác nhau. Người ta làm những cái con Matryoshka này này với một cái triết lý là về một con người. Một con người có nhiều cái sắc thái khác nhau, từ nhỏ đến lớn, nó nhiều hay ít, nó cũng là các cái gia đình khác nhau. Một người như thế này, nhưng mà có rất nhiều cái giai đoạn phát triển của nó. Thời trẻ mới sơ sinh cho đến lớn, cho đến thanh niên, rồi trưởng thành, rồi cuối cùng là về già vân vân. Và người ta cũng còn có thêm một cái trường phái nữa lý giải là trong một con người thì có nhiều cái tính cách khác nhau. Có những con người ở bên ngoài trông rất mạnh mẽ, nhưng mà nếu như quan sát sâu bóc vào bên trong thì nó chưa chắc đã là mạnh mẽ. Và cuối cùng cái con mà bé nhất ấy, thì nó là cái sự giấu giếm những cái gì gọi là yếu đuối nhất, những cái gì mà gọi là tự ti của mỗi một con người nào đó. Thì đấy cũng chỉ là những giả thiết về cái con Matryoshka này thôi. Nhưng nói chung với tất cả mọi người trên toàn thế giới thì nhìn cái con này người ta biết ngay là đây là đặc trưng của nước Nga. Các bạn có thể là mở ra xem ở trong đấy các cái con búp bê ở bên trong chúng ta bóc ra từng lớp. Vâng, ôi chú thấy con này, ôi cái con có dũng đẹp ghê á. Em cảm ơn, chính là con mình xấu nhất á, em bóc ra thử coi. Những cái đồ lưu niệm ấy của Nga ấy thì nó cũng bao hàm ở trong đó rất nhiều những cái ý nghĩa. Có hai cái quà lưu niệm như thế này ấy, mà Việt Nam mình quen ấy. Một, cái con này là con Matryoshka, là búp bê nhiều lớp. Và thứ hai nữa, một con nó có tên gọi là Nevalaika. Tiếng Nga nó là con không đổ mà mình gọi là con lật đật ấy. Thì cái con đấy lại là biểu trưng cho cái ý chí, cho sức mạnh, cho cái sự kiên cường và tính lạc quan của con người. Không bao giờ suy sụp, không bao giờ đổ gục, không bao giờ ngã trong mọi trường hợp. Thì mới thấy rằng là quà lưu niệm họ cũng gửi gắm ở trong đó những cái tính cách con người Nga nó là như vậy. Tôi thì tôi có quan niệm là ví dụ như là một cái con búp bê to này này thì là nó ở trong đấy nó cứ từ bé đến lớn, tức là con người ta cũng thế, từ lúc sinh ra cho đến lúc lớn lên nó dần dần nó phát triển dần, và càng lớn thì con người ta càng cứng cáp khỏe mạnh hơn, ngoài chuyện ngoại hình cao to hơn, đẹp hơn, dày dạn kinh nghiệm hơn, trải nghiệm nhiều hơn. Và khi nào mà đến cái tuổi mà ở thập niên 70 trở đi ấy thì mới thực sự là đẹp. Cho nên là chúc mừng khán giả thập niên 70. Đó là những con người rất đẹp. Anh Sâm ạ, vừa rồi Trung cũng đi sang Nga ấy. Người ta lại thịnh hành một cái mốt là con Petroika. Cũng lật đật mở ra nhưng mà lại là năm vị nguyên thủ của Nga. Tức là đội Petroika là đổi mới đấy. Vâng. Vâng, thì là bây giờ lại chuộng con đấy. Nhà Trung cũng mua một bộ đấy. Từ ông Ensin rồi ông Stalin, Gorbachev. Và vừa rồi là cả Putin đã đầy đủ hết. Đúng rồi. Ông xếp rút ông nọ ra ông kia. Cái đấy có đấy. Nó có các đời tổng thống đúng không? Năm đời hả? Năm đời ạ. Năm đời. Tôi thì tôi nghĩ là nếu như chúng ta coi đây như một con người thì một cái điều rất cần thiết với tất cả chúng ta. Đừng bao giờ chỉ đánh giá một con người qua một cái vẻ nào đó, ví dụ như hình thức bên ngoài chẳng hạn, mà hãy nên quan sát tỉ mỉ hơn, kỹ hơn, bởi vì giấu ở trong đó là còn rất nhiều những điều bí ẩn, những điều bí mật mà đôi khi những cái điều đó nó không bộc lộ ra ngoài nhưng nó lại cao quý hơn ngoài rất nhiều. Con nhìn cái con búp bê Nga này thì con thấy được ở trong cái con búp bê Nga này nó còn có một cái sự yêu thương và đùm bọc nhau nữa. Con lớn chở che và bảo vệ cho bọc, con bé. Bảo vệ cho con bé. Đó, chính vì vậy mà cái con bé nhất đây nè, đó, rất là yếu ớt, rất là mong manh, thậm chí mình nói là cái con bé nhất là cái con xấu nhất. Đó, thì cái con này nó sẽ được ấp ủ và yêu thương nhất. Vâng. Hay quá trời hay. Đó cũng là một cái cách nhìn từ một cái đồ vật này. Chúng ta có thể có nhiều lăng kính khác nhau.
Nhưng mà nói như vậy thì đôi khi ở trong cuộc sống thật ấy, thì nó cũng chưa chắc hẳn như thế. Chẳng hạn như ngay ở trong chương trình Cứu Vui Vẻ này này, là thập niên 80 thì lớn hơn thập niên 2000 và 2010 nhiều, nhưng mà chưa chắc đã đùm bọc che chở đâu. À bởi vì đôi khi là có cái ông trọng tài đấy còn chẳng công minh cơ mà. Rồi